Phận chúng sanh tấn thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trương bao tòa thân tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ Đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Nam mô Hương
nhiệm màu trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn kỳ to khắp cô độc nước xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là trưởng lão xa lời Phật Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Vi La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà. A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mạnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời vâng, lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bãi chất, bao trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng,
vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng bạc lưu ly ba lê xa từ xích châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh trời ánh sáng xanh sáng vàng trời ánh sáng vàng sáng đỏ trời ánh sáng đỏ sắc trắng trời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phân coi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường hay xa lời phân lại trong coi nướng của đức phật đó thường trói gian trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa cung đêm cúng dường mười muôn ân đứng vâng ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bôn quân ăn cơm xong đi kinh hằng xa lời phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bằng hàng khổng tước anh và xa lời ca năng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu khi như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân cõi nước của đứng phần đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phân đứng phần đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt tan còi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là a di đà xa
lời phân đứng phần đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên à tăng kỳ kiếm nên hiểu là Di Đà xa lời phân đứng Phật Di Đà thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm ta lời phân lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc a la hán chẳng phải tin đến mà có thể biết được hàng bồ tát chúng cũng đông như thế xả lời phân cõi nước của đức phần đó thành cựu công đứng trang yên giường lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời Phật dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó xa lời phong nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà rồi chánh trì danh hiệu của đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn thời người đó đến lung lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của đức Phật A Di Đà xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà phương đông cùng có đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tam bằng khả tư nghị công đức nhưng thế chư văn sa hộ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn
phần. Hằng hà xa số những đức phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết như phần sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần. Vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh từng tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diện kiến Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh từng tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh Phật, Phật danh quang Phật đảng má Phật phán trang Phật trì pháp Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên kiên tình chân tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đức Phạm Âm Phật Tô Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Chân Phật hằng hà xa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường
chánh đẳng chánh văn. Trả lời vâng cho nên cản ông đè vai tin nhận lời của ta và của ca đứng phần nói xa lời phần nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phận cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt màn trượt rung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này tặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tăng cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phận mà lui bộ phía tâm kinh tâm trí huệ thân thân rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chánh quán tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng
nhân ông tạm đó, các khoáng kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng có chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Vốn không ngủ quẩn ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, đều xả nhi không mấy vẫn lòng kia huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chi đại lừng, thì cần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoại thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bấn hư, an lang thần chú chân như thuyết rằng, bà đi bà đế cầu a cầu a đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ni bà đi bà đế cầu a cầu a đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà. Đại từ đại bi thường chúng sinh, đại xa cứu muôn loài, tương tố trôi sáng từ trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ứng cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nam mô
mô đa báo như lai, nam mô bảo thân như lai, nam mô diệu sẵn thân như lai, nam mô quảng bá thân như lai, nam mô ly bố quý như lai, nam mô cam lộ vương như lai, nam mô a di đà như lai, nam mô thầm vương thường trú tam bảo, nam mô thầm vương thường trú tam bảo, nam mô thầm vương thường trú tam Tây phương cực là thế giới đại từ đại bi tín chánh đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam mô
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Di Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Di Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Di Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế tôn đã đinh ninh dạy bảo đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hằng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua đình, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện cõi từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê, đại sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo, phần giới cánh chuyên trì chú đạo, dưng tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến bửu thành, đàn tử gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.
quang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phố nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Phân thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm, nhưng thế ngã đẳng giữa chúng sanh, giai công thành Phật. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy Phận chúng sanh tấn thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời, trương bao tòa thân con anh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy chí tâm đảnh lễ nam mô tần không biên phàm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ Bồ Tát đại hạnh
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thâm Tịnh Đại Hải Chúng Phạm Ba Đề Tăng Đầu Lư Pháp
đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát văn thù sư lợi pháp vương tử dần đa Bồ Tát càng đa đệ Bồ Tát trường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ Đức Phật báo ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất rằng từ nay qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp Xá Lợi Phất, cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng, đáy ao thuần dùng các vàng cái làm đấm, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng, bạc lưu ly pha lê xa từ Xích Châu mà não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tời ánh sáng xanh, sáng vàng tời ánh sáng vàng, sáng đỏ tời ánh sáng đỏ, sắc trắng tời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phất, cõi nước Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất, lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trôi gian trời, đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, dưới hoa trời mạng Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa con, đêm cúng dường mười muôn ân đứng vâng ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất, cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá Lợi Phất, cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi Ca, Lăng Tận và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, ba thanh đạo phần vân
chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng xá lời Phật. Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra, vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời Phật. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Muốn gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời Phật trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng xá lời Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy, xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt tan cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân viên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc
hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà Xa Lợi Phất, ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn. Của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số Những Đức Phật Như Thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tam bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư văn xa hồ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diện kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng ma Phật phán trang Phật trì pháp Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế.
đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính tình xưng tan bất cả cơ nghề công đức những thế chư phần xa hồ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm phần thu vương phần hương thường phật hương quan phần đại diệm kiên phần tàn sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đấng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu gì chân phần thành hà xa cho những đấng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bằng cả thơ nghề công đức những thiên chư phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhưng thiết chư phần xa hổ niệm xa lời phẩm vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng phần thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được cả ca đức phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức phân nói trả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ ba nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ về xa lời phẩm cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng phật đó cũng ngài khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó đức phật nói kinh này rồi
lời phân cùng các vị tỳ kheo thân cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận thánh lễ phận mà lui ra. Bộ phía tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát chánh quán tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra chẳng không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không tòa sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng có chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mà tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không ấy vẫn lòng kia huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên anh tâm không rộn ráo chưa viên niết bàn quá chứng chân viên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì cần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thân thịnh ngoại thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bấn hư
thân phận về cõi chân ôn ly bà ni bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà ni bà ni bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà ni bà ni bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứ muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô như lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sẵn thân như lai nam mô quảng bá thắng như lai nam mô ly bố quý như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Chánh Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen thân tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế tôn đã đinh ninh dạy bảo đuối mê say mắt xem huyền cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua đình anh, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê, đại sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đáo.
nhưng tận cùng công lễ vô minh là chi phạm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đàn tử giác giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trở phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh tội chướng tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh phân thôi bồ tát vi bàn lớn tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự tự quy